cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như vậy rất là sâu xa. Phật dạy, đúng vậy, này thiện hiện, vì sắc sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì thọ tưởng hành thức sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, này thiện hiện vì nhãn xứ sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa này thiện hiện vì sắc xứ sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa vì thanh hương vị xúc pháp xứ sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa này thiện hiện vì nhãn giới sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa vì sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa này thiện hiện vì nhĩ giới sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa vì thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa này thiện hiện vì tĩ giới sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì hương giới trí thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này thiện hiện vì thiệt giới sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa này thiện hiện vì thân giới sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa vì xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa này thiện hiện vì ý giới sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa vì pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa